Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé. Trong khi ví dụ mình like thì mình không, ví dụ có một số bạn mới vào thì là mình không thể chào được, mong tất cả các bạn thông cảm. Thì bây giờ này cũng vào cái đầu chương trình thì là cái tình hình ở Việt Nam mà tất cả các bạn ở Việt Nam và các bạn ở bên nước ngoài đều quan tâm tình hình dịch Covid-19 ở trong nước như thế nào. Thì trong ngày này, cho nên là trời ơi, cái bọn ba que ba cẳng nó cứ thấy một bất kỳ một cái hiện tượng gì bắt đầu nó đưa ra, nó xuyên tạc, nó bóp méo như thế này thì khác. Ngay cái chuyện mà tôi nói các bạn là xong tuần vừa rồi ấy, thì nổi bật cũng một cái sự kiện mà nổi ở Việt Nam là cái đường cắt, đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ấy, coi như là đưa vào sử dụng từ cái hôm mà được hôm nay được ba hôm, là từ cái hôm mà mùng thứ bảy, mùng 6 tháng 11 thử nghiệm đến bây giờ. Trời ơi, mẹ, bọn Việt Tân rồi cái bọn ba que chúng nó còn xúc triển thế này thế khác. Bây giờ nếu mà ví dụ nó đưa vào sử dụng thì là cái bọn kia nó bực tức lắm, nó điên lắm. Nhưng bây giờ giả sử cái đường cái sắt lại hoãn một lần nữa, bây giờ nó mở cờ trong bụng, bắt đầu nó lấy cái đó nó chửi nhà nước rồi nó chửi Trung Quốc rồi đủ các kiểu ở trên đời, mà chúng nó còn xuyên tạc nữa. Xuyên tạc coi như là chúng nó mẹ đưa ra một cái ấy là bảo là coi như là rất nhiều cái, rồi nó bảo là tàu đi sẽ bị hỏng, rồi có cái chuyện mà diễn tập cái chuyện mà tàu nó hỏng hóc này đấy. Với lại có một cái ấy nữa, nó bảo là đưa ra một cái tin giả là những cái người nào mà đi cái tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông là từ mười mấy giờ cho đến mười mấy giờ thì nói chung là ở đấy có những trường hợp mà nhiễm F0 thì phải đến ngay báo ngay với lại cái trung tâm mà kiểm soát dịch ở Hà Nội. Nó khốn nạn mức độ như vậy. Cho nên đất nước Việt Nam mình có một cái gì phát triển và có một cái gì hay là bắt đầu là chúng nó xuyên tạc. Và tất nhiên hôm nay tôi cũng chả nói sâu về những cái chuyện mà cái đường sắt Cát Linh Hà Đông như thế nào. Thực tế là những cái đường sắt này thì nói chung nó có rất nhiều chuyện nó xảy ra, mà nó là cái đường sắt đô thị đầu tiên nhé, đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam. Cho nên là mình làm cái đường sắt trên đầu tiên ấy, thì nói chung nó có rất nhiều bỡ ngỡ và về cái chủ quan cũng có nhiều, và những cái khách quan thì cũng có nhiều, đúng không? Nhưng mà nói chung là những cái đường sắt đấy nó cũng mình chả ấy gì đâu. Nhưng mà nói chung là cái vấn đề nó là cái uy tín, vâng, cái lòng tin của những người dân. Cái phần cái tiền thì theo tôi nghĩ rằng là ví dụ nó có đội vốn lên từ hơn 500.000 đô la cho đến hơn trăm triệu đô la. Bây giờ nó đội vốn hơn 800 triệu đô la, tức là nó đội vốn hơn cỡ khoảng hơn 300 triệu đô la. Cái tiền thì nói chung là cũng là một cái vấn đề, nhưng mà nói chung cái lòng tin của người dân thì nó đã là cái vấn đề lớn hơn. Nhưng mà nói chung là theo tôi nghĩ rằng cái đường sắt đầu tiên ấy, thì nói chung mình làm những cái gì đầu tiên thì nói chung nó cũng có một cái sự bỡ ngỡ nào đó, đúng không? Thì theo tôi là ví dụ như hiện nay ấy, thì là có ba đường ở Hà Nội, có cái đường sắt trên cao và đường sắt ngầm nữa là Nhổn nữa, ga Hà Nội này. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh là cái đường sắt Cát Linh, đường sắt ngầm trên cao biến thành Suối Tiên chẳng hạn. Thì bây giờ ví dụ như tại sao tôi nói các bạn là bọn Việt Tân ấy, và các bọn ba que, tại sao chúng nó không soi vào cái đường Nhổn ga Hà Nội mà chúng nó ít soi vào cái đường biến thành Suối Tiên? Vì là Nhổn ga Hà Nội là do cái tập đoàn của Nam Triều Tiên người ta làm. Nhưng vừa rồi đấy thì ở cái chủ đầu tư người ta cũng kiện, như đòi như là hình như 114 hay 115 triệu đô la đó. Thì nói chung là tôi thấy là cái bọn mà ba que ba cẳng nó thích xả, nó thấy đả động gì đến, hoặc là cái ở bên cái đường ở bên đường sắt mà biến thành Suối Tiên ấy, thì nói chung là cũng bị trục trặc về đường điện này. Thứ hai là cũng trục trặc về cái gối dỡ,
đúng không, nó lạch đi. Mà nói chung thì báo chí Việt Nam người ta đưa lên thôi, nhưng mà thấy chẳng thấy bọn Việt Tân, bọn Ba Que gì hết trời cả. Cái đường sắt đấy là do Nhật, đúng không? Chúng nó cứ chia nhẹ vào cái gì gọi là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, bắt đầu nó sập. Cái vấn đề tôi nói với các bạn này, hiện nay ấy, tất cả tôi đã nói rất nhiều rồi, ở đây tôi không bênh Trung Quốc, nhưng mà ở đây những cái âm mưu của cái bọn Ba Que, cái bọn Việt Tân là chúng nó đánh vào những cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà nó chỉ có muốn coi như Việt Nam và Trung Quốc hiện nay coi như là có chiến tranh xảy ra thôi. Mà đã có cái trục trặc hoặc có chiến tranh ấy, hoặc có vấn đề gì xảy ra giữa Việt Nam Trung Quốc thì nói chung là đất nước Việt Nam sẽ không phát triển được, đúng không? Nhân dân Việt Nam sẽ rơi chiến tranh và sẽ nghèo đó, nhưng mà nghèo khổ đi. Đấy, và từ cái nghèo khổ đi thì là những người Việt Nam, dân Việt Nam người ta sẽ ghét. Đấy, cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và từ cái chỗ mà mất lòng tin và nó ghét rồi thì nói chung những cái chuyện gì xảy ra thì như tất cả các bạn đều đã biết, đúng không? Đấy là âm mưu của chúng nó. Cứ vậy thôi, đúng không? Thế các bạn thấy không? Một, cho nên là hiện nay chúng nó lại còn muốn coi như kích động những người dân Hà Nội kìa, đúng không? Coi như là không đi cái đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông nữa kìa, đúng không? Nhưng mà coi như là, nhưng mà các bạn tôi biết không, đây là cái đường mà trên cao đầu tiên nhân dân Hà Nội ấy, và nói chung là tất cả các tỉnh người ta cũng muốn đến Hà Nội để mà đi thử những cái đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy, để cho nó biết như thế nào. Nhưng hiện nay có mấy ngày chạy và qua thời gian giai đoạn vừa rồi thử nghiệm, nhưng nói chung là rất là tốt. Và người, nhưng ví dụ như theo tôi, một số bạn ấy mà ở Hà Nội thấy cũng nói với tôi là hôm nay nhá, cái ngày vào ngày đầu tuần, ngày thứ hai thì là những cái số người mà sử dụng cái đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy, nó rất là nhiều, đúng không? Đấy, thành công. Nhưng mà theo tôi nghĩ là này để mà phát huy ấy, cái hiệu quả của đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nói chung là những cái đường sắt mà trong nội đô ấy, thì ví dụ như nó phải đồng bộ, đúng không? Nó sau khi ví dụ nhổn ga Hà Nội hoặc là những cái xe buýt hoặc là những cái xe nó kết nối được với nhau thì lúc đó thì mới rất là thuận tiện cho mọi người, và lúc đó thì những cái người dân ấy sử dụng cái đường sắt nội đô ấy, thì nói chung là càng ngày nó càng cao hơn. Đây là cái phương tiện mà nó rất là văn minh đó, cho nên là chúng nó bây giờ chúng nó sang, chúng nó kích động mọi người không đi đường sắt của cái bọn Trung Quốc nữa, hiểu không? Rồi, xin chào Văn Trường Viên, xin chào Trung Học. Thì nói chung ví dụ nhân dân mình ấy, nói chung phải ấy thôi, phải có đầu óc tỉnh táo một chút, đừng cứ nghe theo cái lời bọn nó kích động, đúng không? Cái thực tế chứng minh đấy, chúng nó càng kích động bao nhiêu, nó càng xuyên tạc bao nhiêu đất nước, coi như uy tín của cái Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam càng nâng cao lên, đúng không? Theo tôi nói với tất cả các bạn này, tôi xin chào Jimmy Hiệp, theo cái khảo sát một cái tổ của một cái tổ chức đấy, ở quốc tế, người ta khảo sát những người dân Việt Nam, đánh giá là trên 90% là những người dân Việt Nam ủng hộ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, người ta hài lòng với lại cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ là mẹ chúng nó lên live hoặc chúng nó ấy cũng ở một đất nước thì nói chung đó là một cái quy luật trên mặt đất, tất cả mọi cái đất nước nào ở trên thế giới, không phải là không có một đất nước nào là 100% tổng số người dân người ta ủng hộ cái chế độ, đúng không? Mà hiện tại đang lãnh đạo đất nước đấy. Bây giờ ví dụ như một ông tổng thống chẳng hạn, ông lãnh đạo một đất nước cũng chỉ có cỡ khoảng trên 50% số người ủng hộ ông, đúng không? Cho nên Việt Nam mình nói chung là
là ví dụ còn một vài chừng phần trăm số người mà ví dụ người ta không ủng hộ, đó là cái chuyện quá thường tình. Ở đây nhá, tôi nói các bạn ấy, là cái bọn bao que bao cẳng, chúng nó cũng nói là à, chúng nó yêu đất nước này, chúng nó muốn người dân Việt Nam phải đỡ đói khổ như thế này thế khác. Nhưng mà cái vấn đề là muốn như thế, đúng không? Thì những người lãnh đạo của một đất nước đó nó phải như thế nào? Rồi xin chào Lê Kim Hậu, đúng không? Những người lãnh đạo của một đất nước mà không tỉnh táo, mà không tỉnh táo đấy, mà không tài giỏi, thì nói chung là sẽ đưa đất nước đi theo một nào, cứ nghe theo cái bọn bao que bao cẳng, đúng không? Thì là phò Mỹ bài xung rồi yêu nước này yêu nước khác. Bây giờ tôi nghĩ là cái đường đi và cái đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay, rất là tốt. Chứ còn ví dụ tính ra vụn vặt các thứ ra, ví dụ còn vấn đề để tham nhũng, rồi vấn đề có tồn tại trong xã hội, mà ở xã hội nào cũng chả có, đúng không? Mình đã nói với tất cả các bạn rồi, đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển, đang phát triển, thì nói chung những cái vấn đề tồn tại trong xã hội thì nó cũng còn nhiều vấn đề tham nhũng. Nhưng cái vấn đề đặt ra là Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận biết những điều đó chưa, và đã khắc phục những cái vấn đề đó như thế nào, và cái sự mình những người dân trong nước Việt Nam phải nhìn cái sự tiến bộ của cái vấn đề tồn tại tại trong xã hội đấy như thế nào, hoặc vấn đề tham nhũng như thế nào. Chứ còn bây giờ ví dụ như mình cứ nói hưu nói vượn rồi là ủng hộ các kiểu trên đời, nhưng mà ví dụ như vấn đề tham nhũng càng ngày nó càng giạt làn ra, nó không giảm đi, đúng không? Hoặc cái vấn đề tồn tại trong xã hội càng ngày nó càng tồi tệ đi đấy, thì lúc đó thì mình mới trách cái sự lãnh đạo của một cái xã hội đó. Nhưng ở đây các bạn phải nhìn là cái sự tiến bộ, đúng không? Tham nhũng cũng có, nhưng bây giờ thì dần dần nó càng coi như bớt đi đấy, hoặc những vấn đề tồn tại trong xã hội nó càng ngày nó càng ít đi. Các bạn cứ nhìn lại có khoảng 4-5 năm trở lại đây xem.